hả chị? Hai màu. Rồi, đây cô chú nha, nút nụ lên quá trời cho mình chơi Tết nha. Đây cô chú mặt hoa luôn nha. Y như nãy là cô chú nó có mặt hoa rất đẹp, mặt hoa rất là chuẩn luôn nha. Đây cô chú nha. Rồi, mình xây giùm em vòng chị. Đó, sắn xum xê nha cô chú. Cây này nó rủ xuống quá trời luôn nha. Cái này về chuẩn bị giùm em một cái chậu mà dạng ống cô chú. Thay vô là rất là đẹp luôn nha. Đây cô chú. Xin kính chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh nha. Dạ hôm nay thì em đang có mặt tại ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Gia Lách, tỉnh Bến Tre nha cô chú. Dạ hôm nay thì em ghé vườn của chị Cẩm Chi ha, giao lưu với cô chú anh chị mình một số cái mã mai chơi Tết nha. Rồi em chào chị Chi nha. Hello, chào khán giả đã xem kênh Lê Thảo nha. Hôm nay Cẩm Chi sẽ giao lưu với cả nhà một số giống mai chơi Tết nha cả nhà. Rồi ha chị. Mình đọc dùm em cái số điện thoại để cô chú anh chị mình giao lưu nha. Rồi, cả nhà là giao lưu với số điện thoại là 0848576871 nha. Vườn mình ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Gia Lách, tỉnh Bến Tre nha. Mình tên là Cẩm Chi nha cả nhà. Rồi ha cô chú. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu vào cái mã số 1 bên vườn của chị Chi nha cô chú. Rồi cái mã đầu tiên bên vườn của chị Cẩm Chi ha. Rồi giao lưu với mình là cái hàng cúc hoa hồng Thanh Tú nha cô chú ha. Rồi đây ha. Cái hàng này thì bên vườn của chị Chi là ghép được bao lâu rồi chị? Ghép 1,5 rồi nha cả nhà. Rồi ha cô chú. Rồi chị đo giùm em cái thông số nha. Rồi. Hàng này gốc bứng nha cô chú anh chị. Chiều cao là 63 nha cả nhà. Rồi. Tán ngang của mình được 70 nè. 70 ha. Cái củ đế nha cô chú. Hoành, mình đo hoành trước nha. Được rồi. Hoành là 12 nha cả nhà. Củ là 23. Rồi cô chú ơi, cái mã này chị Chi giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Là 700k bao ship nha cô chú. Cái hàng này là cúc hoa hồng Thanh Tú giùm em nha. Và cái này củ đế rất là đẹp cho mình nha cô chú ha. Mình đo giùm cái củ rồi chị. Vòng quanh cái củ luôn ha. Củ là 29 luôn. Củ 29 nha cô chú ha. Dạ cúc hoa hồng cô chú nha. Dạ cái này là để cho mình chơi Tết cô chú ha. Em thấy cây nó có đi nụ cho mình ha. Nó cũng có ra một số cái hoa gió rồi nha cô chú. Đây cây đang lên nụ ha. Rồi mã số 1 bên vườn chị Chi cô chú, 700k bao ship nha. Rồi chị cầm lên em cái chị. Qua cái tàn qua coi ha. Đó cô chú ha, cây xum xê cho mình luôn, 700k cái mã này nha cô chú. Cô chú cái mã số 2 bên vườn của chị Cẩm Chi ha. Rồi, chị giao lưu cái hàng này là giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Cái này ghép được mấy mùa chị? Giảo Thủ Đức này ghép được 3,5 nha cả nhà. Rồi ha, cái đây. Này liền cốt ha. Liền cốt cũ rất là ok luôn nè. Cả nhà mua về và chơi Tết ok luôn nha. Nói cô chú nè, cái cũ này quá trời đẹp ha. Chị cầm em cái này chị. Chị dở lên cho khán giả coi cái cũ. Đây. Đó, cũ lò xo nha cô chú nha. Cái này là nó già mùa quá trời, rong nó đóng nè. Cái này về cô chú mình chà sơ sơ nó đẹp lắm nha. Củ lò xo đẹp quá chừng luôn nha. Rồi bên đây là cái gốc quái cô chú nha. Đây ha. Tại vì cái này nó hơi chật á cô chú, để nó khó coi quá. Đây. Củ quái đẹp cho mình luôn nha cô chú. Đây, như thế này nha. Rồi, đo giùm em cái chiều cao chị. Nó cao cũng bằng nhau á cô chú ha. Chiều cao là 64 nha cả nhà. Cao 64 cô chú ha. Củ lò xo của nó là 22. Rồi củ 22 luôn cô chú. Hoành là 9. Hoành 9 nha. Đây. Mình tham khảo nha cô chú. Cây bên đây thì chắc cũng tương tự cô chú ha. Nó cũng na ná thì nó 80 nha nha cô chú ha. Rồi. Và mình sang vòng giùm em chị Chi. Đây ha cô chú. Rồi ha, cây này rất là xinh xê cho mình luôn nha. Rồi về cái phần nút nụ chơi Tết á thì bên vườn của chị Chi bao cho cô chú anh chị mình luôn nha. Nè. Quá trời nút nụ luôn cô chú ha. Đây ha. Hàng già mùa luôn ha. Rồi giả Thủ Đức thì bông nó từ 6 cánh đến 12 cánh của chú, đa số là nó rơi vào 8-10 ha. Rồi cô chú mình tham khảo giùm em nha. Rồi cặp này mình giao lưu như vậy chị. Dạ cặp này giao lưu là 550 bao ship nha cả nhà. Rồi 550 mã số 2 này. Mã số 2 cô chú, cây rất là xum xê luôn ha. Chị Chi cầm một cây bưng cái tàn lên giùm em coi cái gì chị. Đây. Đây cô chú ha. Đó, cái tàn rất là xum xê nha cô chú, cây bự chảng cho mình luôn ha. Dạ 550 một cặp luôn cô chú, mà củ đế đẹp quá chừng luôn ha. Đó. Cũng là so cho mình luôn nè. Đó, ok cô chú nha. Mã số 2 nha, 550 cặp này bao ship cô chú. Rồi cái mã tiếp theo nha. Rồi, mã số 3 bên vườn của chị Chi nha. Cúc cam nha cả nhà, giao lưu với cả nhà. Mã số 3 là cúc cam nè. Cúc cam. Nó thưa nụ nhưng mà nó cũng vẫn có nụ chơi Tết cho nha. Cả nhà chơi Tết luôn nè. Đây ha. Đây cô chú nha. Cúc cam đặc trưng nó là vậy nha cô chú, nó thưa nụ nha, nhưng mà là em thấy cây này nó cũng có nụ cho mình chơi Tết nha. Hoa của nó màu cam cà rốt nha. Tầm khoảng nhiêu cánh chị Chi? 30 cánh. Rồi 30 cánh nha cô chú. Cây rất là đẹp cho mình luôn. Cái này ghép chắc già mùa nè. Ghép rất là già mùa luôn. Đây. Đây. Củ đấy đẹp quá cô chú ha. Rồi em để con cái mình coi nha. Đây. Này chị Chi đã thông số nha.
chiều cao là 73 nha cả nhà. Cao 73. Cái hàng này liền cốt nha cô chú nha, hàng gốc nhất luôn á. Vành của nó là 10. Vành 10 cô chú nha, vành 10 luôn nha, cao 73. Rồi, mã số 3 nha cả nhà, giao lưu với cả nhà là cúc cam 400k bao ship mã số 3 nha. Rồi, cây này 400k bao ship cô chú mình tham khảo giùm em nha cả nhà. Nói chung là lâu lâu mới gặp được cây cúc cam mà nó dạng gì nha cô chú ha. Đây, cụ nè, cho mình chơi Tết nha. Rồi, cả nhà mình tham khảo giùm em cái mã này nha. Rồi, cái phần đế của nó cô chú rất là đẹp cho mình luôn nha. Cúc cam này ghép tầm 4 mùa có hơn đó cô chú, quá trời đã luôn nè. Rồi, rất là đẹp cho mình luôn. 400k cho cái mã này bao ship cô chú nha. Cô chú hát cái tàn đó nè. Ôi, cái này chị chi vô dây chỉnh sửa cho mình rồi á cô chú. Nó rất là đẹp luôn, chỉ có 400k thôi nha cô chú ơi. Tham khảo giùm em nha. Số 4 cô chú nha. Rồi. Cái dạ, mã số 4 nè cả nhà, em giao đô cả nhà một cây cúc cam già mùa liền cốt nha cả nhà, chơi Tết nha. Rồi, cái cây cúc cam của chị đẹp quá trời cô chú ơi. Ở đâu mà ra cái cúc cam nó già mùa dưới vậy trời. Nè cô chú nha, lâu lâu mới được ăn mấy cây cô chú nha. Quá trời nụ nè, nút nụ ha. Hoa màu cam cà rốt đẹp nha cô chú nha. Em thấy cái cây này uống ngắn lông cho mình luôn nha cô chú. Cây này nụ ổn áp cho mình nè. Cái này nụ nhiều ha. Đó cô chú nha, dáng lông rất là đẹp cho mình luôn. Nụ này cô chú. Rồi chị đo giùm em cái thông số này chị. Cái này hơi cao nha cả nhà, cao lắm. Chiều cao nó là 82 nha cả nhà. Cao 82 nha. 82 hoành là 8. Hoành 8 luôn cô chú anh chị. Cái này rất là già mùa nha cả nhà. Hay ha. Có uống dây sẵn cho cả nhà về chơi Tết luôn. Dáng lông là cô chú nha, uống thân đẹp quá chừng nè. Cây rất là ok cho mình luôn ha. Cái này nụ nút ok. Vậy chị cầm lên giùm cái chị. Cái tàn qua cái tàn ngang cái chị, tàn ngang có nhiêu? Tàn ngang. Cái tàn ngang cái ha. Tàn ngang của mình được 81 cả nha. Rồi tàn ngang 81 luôn hả? Rồi cô chú mình cầm lên giùm cái chị. Đây. Trời ơi cô chú ơi, cái tàn nó quá trời luôn ha. Quá trời ok cho mình nha cô chú ơi. Rồi mình giao luôn sao nè chị? À giao luôn cây này là 550 bao ship nha cả nhà. Trời 550 cho cái mã này cô chú ơi, mã cúc cam. Mã số 4. Mã số 4 nha, 550 bao ship. Dạ rồi. Rồi, mã tiếp theo. Mã số 5 nha cả nhà, em giao lưu với cả nhà mã số 5 một cây cúc cam luôn nha, già mùa chơi Tết nè. Hàng liền cốt luôn ha. Đây cô chú anh chị. À chung với cái lô nãy hả chị? Chung cái lô hồi nãy luôn. Rất là già mùa luôn, liền cốt luôn nè. Rồi, lâu lâu mới có được cái cúc cam gì nha cô chú nha. Đây, rồi ha. Hoa màu cam cà rốt đẹp cho mình luôn. Dạ ai chưa biết mặt hoa cúc cam thì kết bạn với chị Cẩm Chi nha cô chú. Bên vườn sẽ gửi cho mình tham khảo nha. Chiều cao là 87 nha cả nhà. Ồ cao 87 nè. Vành cũ nó là 10 nha. Rồi. Tàn ha. Tàn ngang là 75 nha cả nhà. Rồi cái này giao lưu sao chị? À cây này em giao lưu là mã số 5 là 500k bao ship nha cả nhà. Cúc cam 30 cánh nè. Rồi cúc cam cô chú nha, cái mã này ha 500k bao ship nha cô chú. Cây rất là ok cho mình luôn ha. Uống nhắn lông cho mình luôn ha. Tàn xung xuê bên vườn chị sửa tàn rồi nha cô chú. Đó, 500k cho cái mã này nha. Hàng hiếm nha cô chú nha, nhanh tay giùm em nha. Mã số 5 nha cô chú nha. Tiếp theo mã số mã 6. Số 6 nha cả nhà. Rồi. Mã số 6 một cây cúc cam nữa nha, một cây cúc cam già mùa. Rồi cô chú ơi, bữa nay chị giao lưu cái hàng cúc cam nha. Rồi hàng cực kỳ hiếm luôn cô chú nha. Rồi chị đo giùm em cái thông số nha chị ha. Chiều cao là 78 nha cả nhà. Cũ nở cô chú nha. Chiều cao là 78 nè. Hoành cũ là được 9 nè cả nhà. Tàn ha. Tàn khoảng 50. Rồi cô chú ơi, cúc cam giùm em nha cả nhà. Cây này thì ok cho mình chơi Tết nha. Và cái này có nút nụ cho mình nha cô chú ha. Rồi cúc cam thì nó thưa nụ nha. Nhưng mà những cái cây này thì nó già mùa nó có nụ cho mình cũng ok cô chú ha. Đây ha. Rồi cái này giao luôn sao chị? Cây cúc cam này mã số 6 nha cả nhà. Giao lưu với cả nhà là 500k bao ship luôn nha. Đây, 500k cho cái mã này bao ship nha cô chú. Dạ cây là ok cho mình, có uống nhắn lông luôn nha. Và tàn nhánh xum xê cho mình cô chú nha. Dạ mình tham khảo giùm em nha. Cô chú nha, mã này là mã số 7 ha. Bên vườn của chị Chi giao lưu với mình là hàng cúc hoa hồng thanh tú chơi Tết nha cô chú, hàng gốc bứng nha. Rồi mình đo giùm em cái thông số nha chị Chi. Rồi. Chiều cao là 72 nha cả nhà. Rồi. Vành gốc này hơi to nha. Vành gốc là 17 nè cả nhà. Còn nha, đây là 17 nha. Cái tàn ha cô chú. À, tàn ngang mình được 83. Tàn ngang 83 luôn nha. Dạ hoa hồng thanh tú chơi Tết của chú. Cây nó đang đi nụ cho mình nha. Đây cô chú nha. Rồi đây nụ nè cô chú nha. Cái hàng này ok cho mình chơi Tết ha. Rồi à, cái này mình giao luôn sao chị Chi? À, hoa hồng thanh tú này giao luôn là 750 bao ship nha cả nhà. Rồi ha, 750 cho cái mã số 7 ha chị. Mã số 7. Mã số 7 hoa hồng thanh tú. Cho em coi cái tàn cái gì chị. Đây. Đây cô chú anh chị nha. Đây nằm ở chỗ 3 nha. Tàn quá trời xung xê luôn ha. Nó cô chú bụi trẻ luôn nha, 750 ngàn cho cái mã này ha cô chú.
Rồi mình xem lại cái củ đế giùm em cả nhà. Củ đế nó rất là dễ thương cho mình luôn nha. Đây nè, đây nha cô chú. Rồi cái hoành của nó là 17 giùm em luôn ha. Rồi cái hàng này ghép một mùa rưỡi nha cô chú anh chị ha. Củ đế đẹp cho mình, rất là có duyên luôn ha. Rồi cái này 750 nha, bên vườn của chị Cẩm Chi bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi mình tham khảo nha cô chú nha. Rồi em sẽ vào trong nhà của chị Chi á, giao lưu thêm một số mã nha cô chú. Cô chú anh chị mình ơi, tiếp theo cái mã số 8 bên vườn của chị Chi nha. Rồi, mã số 8 giống này là giả siêu nộ Bến Tre nha cả nhà. Rồi ha, đây cô chú anh chị mình tham khảo giùm em nha. À, cái này là nút nộ quá chừng nha cô chú ha. Hàng cho mình chơi Tết rất là ok luôn nha. Cây này cái phơm lùng lực nha cô chú. Rồi, cái hoành của nó là đồng giùm em chị. À, hoành là 13 cm, cao là 50, tán ngang là 70 nha cả nhà. Rồi ha, đây là cái tàn nha cô chú anh chị. Đây ha, tàn tròn cho mình nha, phơm lùng lực ha. Cây nó đang lên nút nụ cho cô chú anh chị mình về chơi Tết nha. Rồi, nụ nhiều lắm. Mình cầm quay qua em dùm cái chị đó cho cô chú anh chị mình xem cái tàn ha. Đây cô chú, cái tàn xum xuê cho mình luôn nha. Rồi, cây này giao luôn sao chị Chi? Cây này mã số 8 nha cả nhà. À, 800k bao ship tận nhà nha. Rồi, 800k cho cái mã này cô chú nha, bao ship tận nhà ha. Chào cô chú nha, mình tham khảo giùm em cô chú nha. Cái củ đế của nó rất ok cho mình luôn nha. Đây nè. Cái rễ nó cũng đẹp cũng dễ thương cô chú ha. Phơm tàn lùng lực luôn. Rồi, 800k cho cái mã số 8 của chú nha. Số tiếp theo của chú anh chị. Đây. Đây mã số 9 nha cả nhà ơi. Có mặt bên mặt qua luôn nè. Cây giảo siêu nụ nha. Giảo siêu nụ Bến Tre luôn cô chú nha. Đặc sản bên vườn cô chú nha. Đây cô chú mình tham khảo giùm em cái cây này nha. Đây, củ đế của nó nè cô chú ha. Đây ha. Rồi mình đọc những cái thông số nha chị. À, hoành nè. Hoành là 15 nha cả nhà. Cao là 55. Và tán ngang là 80 nha. Rồi ha. Giảo siêu nụ cô chú, cái cây này ghép được 2 mùa rưỡi nha cô chú nha. Nút nụ rất là nhiều luôn nha cả nhà. Đây. À, quá trời. Bao nút nụ chơi Tết luôn. Cái phơm này là cái hàng giống như bonsai cô chú ha, phơm lùng lùng ha. Cái này về mình thay giùm em cái chậu đẹp là rất là ok nha cô chú nha. Đây, tàn nhánh xum xuê cho mình luôn ha. Rồi cái này giao luôn sao nè chị Chi? À, cây này mã số 9 nha, em giao lưu là 1,2 triệu bao ship tận nhà nha. 1,2 triệu cho cái mã này cô chú nha. Dạ, cái chỗ này là cái chỗ cái ghép của cô chú ha, nó đã liền bo cho mình hết, liền đầu hết trơn ha, rất là già mồ cho mình luôn. Hoành 15 nè cô chú anh chị mình tham khảo giùm em cái bộ đế nha. Đây cô chú ha, bộ đế nó cũng ok la cho mình nè. Rồi cô chú anh chị mình có nhu cầu mình alo dùm vườn chị Chi nha. Nói chung là thoát thân của nó rất là thấp nha cô chú nha. Dạ, thoát thân không được một gang tay cô chú, thoát thân nó tầm khoảng chừng 15-17 cm thôi ha. Và cái cốt cành của nó nè, kẹo nha, đặt kẹo cho mình luôn. Nụ rất là nhiều luôn cô chú ha. Rồi, mã này 1,2 triệu. Bên vườn của chị Cẩm Chi bao ship cho cô chú anh chị nha. Rồi, siêu nụ phơm tàn bonsai cô chú ha. Cây rất là ok cho mình luôn. Rồi, mã số 10 nha, mã số 10. Rồi ha, cái hàng này là em thấy nó là giảo siêu nụ luôn nè cô chú nha. Rồi, quen vòng đi chị. Đây cô chú anh chị tham khảo nha. Dạ, cái gốc rất là đẹp cô chú nha. Giảm siêu nụ, cái này ghép được bao lâu rồi chị? À, ghép một mùa nha cả nhà. Đây, siêu nụ của chú nha, rồi ghép một mùa ha. Cây tàn nhánh xum xuê cho mình ha. Và hiện tại là cây đang đi nụ nha cô chú nha. Rồi đây là cái phần củ đế nè, cô chú anh chị mình tham khảo giùm em nha. Đây cô chú nha, đế đế nôm nè, đế nôm trải đẹp ha. Rồi, siêu nụ nha, gốc bứng nè. Cái tòn, tàn đây, tròn ha. Tàn tròn. Tàn tròn cho chiều mình. Chiều cao là 68 nha cả nhà. Chiều cao 68. 68 nè. À, ngang là 60 nha. Hoành là 17 nha cả nhà, hoành gốc là 17. Để đo đo cái phần đế nôm cho cả nhà xem luôn nha. Nồi đế ha. Nồi đế. Đế nó tầm khoảng 49 nha cả nhà. 49. Rồi, mình quen vòng cho em đi chị. Đây. Rồi cô chú anh chị tham khảo giùm em nha cả nhà ơi. Rồi cái này giao luôn sao chị? À, cây này 1,6 triệu em bao ship nha. 1,6 triệu bao mã xếp. Số 10 nha cả nhà. Giờ cái này khi mà giao đi cho cô chú anh chị mình á, bên vườn của chị Chi sẽ là bó bầu bỏ chậu nha cô chú nha. Trong cái quá trình vận chuyển thì nó sẽ vỡ chậu của cô chú, sẽ ảnh hưởng cái bầu á, nên là để an toàn thì là vườn sẽ bó bầu cho mình nha. Bỏ chậu lại nha. Cái chậu cũng không có nhiều tiền cô chú nha, nhưng mà là vận chuyển đi nó hơi khó, mình cũng thông cảm giùm vườn nha. Rồi, tàn tròn cho mình luôn, rất là ok cô chú nha. Rồi cái mã này 1,6 triệu giùm em cô chú nha. Cái mã số tiếp theo của chú anh chị. Trời ơi, cây sắn nha cô chú ơi, đã quá chừng này ha. Giảo tự sắn nha. Rồi cô chú ơi, cái này quá trời nút nụ cho cô chú anh chị mình chơi Tết luôn nha. Cây này nhiêu chị? À, nhiêu năm á? Ô, giết nhiêu mùa á? À, ghép 1,5 mùa nha cả nhà. À, ghép 1,5 mùa, tự nhiên nói hồi lộn xì ngầu hết. Đây quá cô chú trời. Nha. Quá trời nút nụ cho mình luôn nha. Đây cô chú. Đây, tô xuống luôn nè cả nhà. Mê quá trời ha. Quá trời ha, Tết mà bông ha là đặt cây luôn nha cả nhà. Đó. Bông chùm, bông chùm hoa thơm luôn nha. Đây cô chú nha, cái củ đế nè. Rồi mình tham khảo giùm em nha cả nhà ơi. Nó, cái này có củ đế cho mình hả cô chú? Củ đế rất là đẹp luôn. Nó đẹp cho mình nha. Thôi chị đẩy cái tay vào đây nè, để coi. Nào cô chú ha. Đó.
Đó, nắm tay luôn nha. Rồi. À, hiện tại thì cây nó đang lên nụ nha cô chú nè. Cô chú nhìn nụ nè. Trời ơi, cái này mà Tết cô chú mình lãi lá à ha. Bông bao phê luôn nha cô chú nha. Nở chùm không, rất đẹp cho mình luôn ha. Rồi, mình đo giùm em cái thông số nha chị. Báo thông số nha nè. À, báo thông số nha cả nhà. Cây này là hoành là 17 nha cả nhà. Cao là 108. Tán ngang nó là 60 nha. Tán ngang 60 ha, cao 108 cô chú anh chị mình nha. Rồi cả nhà mình tham khảo giùm em cái cây này nha cô chú ơi, đẹp quá chừng nè. Giảo sắn nha, xum xuê luôn. Rồi cây này mình giao lưu làm sao chị Chi? À, cây này mã 11 nha cả nhà. Giao lưu với cả nhà là 2 triệu bao ship nha. 2 triệu bao ship cho cái mã này nha cô chú. Và cái này là bên vườn chị là sẽ bỏ chậu lại cô chú nha. Đó, hồi nãy em có nói ha, sẽ bỏ chậu lại cô chú nha. Rồi mình tham khảo giùm em nha cô chú ơi. Trời ơi, sắn quá trời đã luôn nè ha. Từ trên xuống dưới luôn cô chú ơi, xum xuê luôn nha. Rất là đẹp cho mình luôn ha. Rồi mã này 2 triệu nha. Bao ship đến nơi cho cô chú anh chị mình luôn. Đây cô chú, quá trời đã cây này nha. Rồi, ai mê sắn cả nhà ơi, lụm em nó về chơi Tết nha. Bao đẹp cho mình luôn ha. Rồi cô chú anh chị mình ơi, tiếp theo mã số 13 nha. Rồi chị Chi giao lưu với mình là cái hàng giảo siêu nụ. Đây cô chú nha. Đây, phơm tàn ok cho mình quá nha cô chú ha. Rất là đẹp cho mình luôn nha. Rồi, cái hàng này ghép chắc già mùa hả chị Chi ha. Già mùa rồi nha cả nhà. Nó tầm 3 mùa ha. Em thấy cái cây nó bự quá nè. Đây, gốc quá trời bự luôn nha cả nhà. Cái gốc này cô chú ha. Nó quái nha. Nó lắc hình chữ C luôn á cô chú, nó cong hình chữ C, nguyên cái tàn nó tròn qua hình chữ C luôn nha. Đây cô chú nè ha. Đây. Đây cô chú nha. Nó rất là lạ cho mình nha cô chú nha. Rồi mình báo cho mình cái thông số nha chị Chi. À, hoành nè. Hoành nha cả nhà, hoành là 22. Cao là 80 nha cả nhà. Tán ngang là 100 nè. Rồi. Giống như thác đổ, kiểu thác đổ nha cả nhà. Bo cong qua luôn cô chú, theo nguyên cái đường chữ C nha. Từ bên đây cong dày qua ha. Mình phải thêm á, chú nuôi từ từ cho cái tược á bo xuống vậy luôn nha. Bo xuống thẳng cái đường luôn, đẹp lắm mà. Rồi, cái này giao lưu sao nè chị Chi? Cái này mã 13 nha cả nhà, giao lưu với cả nhà 1 triệu 8 em bao ship tận nhà nha. Rồi, 1 triệu 3 cho cái mã này. Ủa, 1 triệu 8 mã 13 bao ship cô chú nha. Rồi cái này đi là bỏ chậu nha cô chú. Là bỏ chậu ha, bỏ bầu cho mình nha, nhưng mà đảm bảo cây cho mình ha cô chú ơi. Rồi, mình tham khảo giùm em cây này cực kỳ quá nha cô chú nha. Giảo siêu nụ chơi Tết nha. Và cái mặt hàng giảo siêu nụ thì cô chú nhìn nè, cái nụ nó lên ha. Trời ơi, khủng khiếp luôn cô chú, nó đơm đặc hết trơn ha. Nên rất là mê luôn nha. Rồi cô chú ơi, ai mê giảo siêu nụ thì mình sưu tầm về giùm em nha cả nhà. Đó, gạch lên nè ha. Quá trời luôn. Siêu nhiều nụ nha cô chú ha. Rồi, 1 triệu 8 cái mã này nha cô chú. Rồi ha, tiếp theo mã số 14 nha cô chú anh chị. Rồi. Giảo sắn cho mình luôn nha. Cái hàng này ghép ok cho mình luôn cô chú nha. Cây này chắc già mùa hơn nãy ha chị Chi ha. Già mùa luôn nha cả nhà ơi. Này ghép chắc hai mùa hơn hả chị Chi? Hai mùa. Rồi. Đây cô chú nha, nút nụ lên quá trời cho mình chơi Tết nha. Đây cô chú mặt hoa luôn nha. Y như nãy nè cô chú, nó có mặt hoa rất đẹp, mặt hoa rất là chuẩn luôn nha. Đây cô chú nha. Rồi, mình xay giùm em vòng chị Chi. Đó. Sắn xum xê nha cô chú. Cây này nó rủ xuống quá trời luôn ha. Cái này về chuẩn bị giùm em một cái chậu mà dạng ống cô chú. Thay vô là rất là đẹp luôn nha. Đây cô chú ha, cái điều đặc biệt cái cây này nè cô chú nè, cái này là cái cây rin nha, là cây rin luôn cô chú ha. Đó, giống như vỏ độc đỏ nha cô chú ha. Cây rin nè, nó có cái đuôi nè, sắn có đuôi nha. Đặc biệt là cái này chưa ghép nè, mà nó có nụ luôn á cô chú nè. Có nụ kim cho mình ha. Rồi ha cô chú, rất là lạ luôn nha. Rồi em nhờ chị báo thông số nha chị Chi. Rồi, chiều cao là 50 nha cả nhà, tán ngang là 90, hoành là 19, hoành là 19 nha. Mã 14 nha cả nhà. Cái phần đổ nó là nhiêu chị? Cái phần đổ là 90 á. Phần đổ nghe nó là 90 nè cả nhà. Trời ơi cô chú nè. Ôi. Ôi ghê luôn nè. Nè nụ nè. Quá trời nụ nha cô chú ơi. Cái cây này là bao phê luôn nha cô chú. Ai thích sắn cô chú thì tham khảo cái mã này giùm em ngay nha cô chú ơi. Đẹp dữ lắm luôn nha. Nói chung sắn mà nó lên cái nút nụ no chắc vậy là bao đẹp nha cô chú ha. Rồi. Giảo sắn chơi Tết nha. Rồi chuẩn bị đi hoa gió cho mình luôn nha cô chú. Cái cây này đổ đẹp nha cô chú ơi. Đó, đổ như thế này rất là đẹp luôn nha. Về cô chú mình chuẩn bị giùm em một cái chậu á, chậu ống nha, cho nó cái phần sắn này nó đổ xuống đẹp ha. Thì trong cái cây này cô chú nó có khuyết điểm nha, cũng có khuyết điểm cho mình là nó có một hai tược nó hơi buông lơi cuộc tình chút xíu nha, nó hơi lơi lơi vậy xíu cô chú, nhưng mà cái hoa nó vẫn đẹp cho mình ha. Dạ cô chú nào mình thích thì mình để chơi, cô chú không thích thì mình bấm cái chỗ này ha, cho nó ra cái khác cô chú nha, mình ghép nó ra cái khác à. Rồi ha, đây sắn nha cô chú. Cái mã này giao lưu nhiêu chị Chi? Mã này mã 14 nha cả nhà, giao lưu với cả nhà là 1,6 triệu em bao ship nha. Dạ 1,6 triệu cho cái mã này nha cô chú ơi, giá quá yêu thương cho mình luôn nha. Rồi cô chú tham khảo lẹ giùm em nha cả nhà. Đó, quá đã cho mình luôn nha. Rồi mã số tiếp theo nha chị. Tiếp theo ha, mã số 15 và mã số cuối cùng bên vườn của chị Cẩm Chi ngày hôm nay luôn cô chú trong cái clip này ha. Rồi cô chú ơi, quá đẹp cho mình luôn ha, bạch mai đọt hồng nha cô chú.
cây đang lên tược rất là nhiều cho mình luôn nha. Cây này mình ghép khoảng bao lâu rồi chị Chi? Cây này ghép khoảng 10 tháng nha cả nhà. Nó chưa được một mùa cô chú nha, tược nó sum suê cho mình ha. Dạ cái này thì về cô chú mình lấy bo giùm em cô chú nha, nuôi năm sau chưa tới nha. Hiện tại thì em thấy cây nó chưa đi nụ nha. Đây. Rồi cái này mình về làm giống, sưu tầm làm giống của chú ha. Cái này mình sửa tàn lại rất là đẹp nha. Hoành là 15 nha cả nhà. Hoành 15. À, cao 58. Rồi, cao 58 nha. Tán ngang là 59. Rồi, củ đế em đi, coi còn phần củ luôn. Củ 35. Củ 35 nha. Rồi cô chú nha. Bạch mai đọc hồng nha cô chú. Bạch mai mọt hồng bà mã 15 em giao lưu với cả nhà là 550 bao xiết nha. Dạ 550 cho cái mã này nha cô chú anh chị. Cầm lên giùm em đi chị Chi. Đó quay cái tự của em nè. Đó cô chú rất là đẹp cho mình luôn ha. Đó. Bạch mai đọt hồng nha cô chú nha. Cả nhà mình tham khảo giùm em ngay cái mã này nha cô chú ha. Rồi cái mã 15 cũng là cái mã cuối cùng của video ngày hôm nay nha cô chú ha. Rồi, em xin tạm biệt cô chú anh chị mình nha và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Dạ mong là cô chú anh chị mình sẽ yêu thương và ủng hộ cho vườn mai của chị Chi thật là nhiều nha cô chú ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà mình nha. Tạm biệt cả nhà nha.